Bây giờ nó buồn tôi cũng phải nói nữa, con có buồn mẹ cũng phải nói nữa. Vấn đề là nó liên quan tới thương hiệu của quán mình nữa. Mẹ à, làm gì mà mẹ la vợ con dữ vậy hả? Vợ con biết á là cuối tuần mẹ với con Bi á đi chơi với nhau. Sáng sớm mà vợ con lật đật dậy sớm rồi chạy vào phụ ba. Mẹ chưa cảm ơn vợ con tiếng nào hết còn la vợ con nữa. Con có biết là vợ con nó đuổi hết khách của quán đi không? Rồi, ông nấu hả? Không có, Linh đã làm đó. Dạ. Con xào này hả? Cha cũng giỏi ghê ta ơi. Đâu để mẹ thử nè. Mẹ nhớ nhầm ngày tụi con về hả? Ừ. Mẹ bị nhớ lộn ngày. Mẹ nè, bây giờ con với Thùy Linh là vợ chồng rồi. Nếu như mẹ không thích Thùy Linh lắm á, thì con nghĩ mẹ cũng không nên cư xử vậy đâu. Thôi bây giờ mẹ con mình giao ước vậy nha. Tức là con có quyền làm cho mẹ buồn, nhưng mẹ là tuyệt đối không được quyền làm cho vợ con buồn. Rồi, giao ước vậy đi. Mẹ, ý con không phải là như vậy mà. Tự nhiên cái bỏ nhà đi cái tuần lễ, cả nhà ai cũng lo cho mẹ hết á. Ủa, rồi ở bển con ăn uống sao? Hả? Ăn có ngon miệng không? Ờ, ngon chứ. Ngon hả? Dạ. Tại vì mẹ cũng mới thử cái món của Thùy Linh làm. Nó nấu hơi mặn á. Ờ, con thấy cũng được mà. Mẹ ăn có một miếng thôi mà trời đất ơi, tụi nó mẹ á khẩu luôn. Nó mặn mà lọng lên tới ốc luôn đó. Nhưng mà tới giờ mày vẫn giữ thói quen tiết kiệm hả? Cái áo lụng hết rồi kìa. Mấy cái này bỏ đi, đi mua cái khác về mặc đâu có nhiêu tiền đâu mẹ. Được rồi, mẹ khâu nốt lần này rồi nó rách thêm lần nữa là mẹ bỏ. Thôi bỏ luôn đi, để hôm nào con dẫn mẹ đi mua nha. Hả? Nha mẹ. Thôi được rồi, bữa nào thôi bỏ đi. Con về ạ. À? Ừ, thôi con về đi. Mẹ ngủ ngon. Ừ. Cái thằng nhìn vô cái mặt càng ngày càng thấy ghét. Vậy đó, mà nó quay cái lưng đi á, nhìn cái tấm lưng tấm phản của nó thì nó vẫn lại là cái thằng Quang Minh ngày xưa, bé bỏng của mẹ. Không, trời ơi, con không muốn chết. Sao lại là con chứ? Không, con không muốn chết, ông trời ơi. Trời ơi, mẹ đã đi ngôi chùa này nhiều lần lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ mẹ vui như ngày hôm nay. Tụi con biết sao không? Là bởi vì mẹ được đi với tụi con á. Mẹ mốt mẹ muốn đi, mẹ cứ nói với tụi con một tiếng. Mẹ cứ suốt ngày buôn buôn bán, có chịu nghỉ bữa nào đâu. Thỉnh thoảng con kêu mẹ nghỉ một bữa đi chơi, mẹ cũng không chịu nghỉ nữa. Đây, 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 đây. Bắt đầu từ hôm nay là đi đó nghe. Nói trước cho biết luôn. À. Mẹ. Ủa? Hả? Ủa? Con cũng đi đây hả? Dạ. À, hôm nay Hằng nghe tụi con nói địa chùa với mẹ, nên là Hằng muốn đi theo. Chà, dạo này anh em tương thông dữ ha. Trời, chuyện. Con nhớ mẹ quá. Mẹ của chị mà, quen hồi nào? Của em hả? Của chị. Của em. Của chị. Thôi 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 nè, bữa nay là đi chơi với mẹ hay là đưa mẹ ra đây đặng mà chặt đôi ra chia của? Chặt luôn. Chia luôn, chia luôn. Bây giờ mẹ của con. Rồi hai mẹ con mình đi. Ơ đi. Ơ hai thằng này. Trời. Anh mẹ trai của em nè, anh hay quá ha. Trả mẹ cho em coi. Con gửi. Con cảm phiền nha. Dạ không có chi con. Ủa, hôm nay bà không đứng bếp nấu đồ ăn nhà hả? À, tôi mắc công chuyện chút. Cái gì vậy? À, ở nhà hôm nay cũng không có nấu cơm nữa, cho nên tôi qua quán bà mua ít đồ ăn về ăn. Vậy hả? Mà trả hết rồi, ăn không có được. Sao vậy? Bà muốn món gì? Trời ơi, món thịt xào đậu rồng đó. Mà nuốt không có được, không có ngon. Trời ơi. Mà tôi thấy có mấy người trả lần đó nha. Vậy hả? Bà coi lại nha.
Ôi, rồi thôi cảm cảm phiền nha. À, không có gì. Xin lỗi bà. Mẹ. Tại sao con lại nấu lại cái món này chi vậy Linh? Dạ, thì tại vì hôm trước con nấu chưa có được ngon cho nên con muốn thử lại. Với lại con có đưa cho ba ăn thử trước rồi, ba nói ngon con mới bán. Ông muốn đuổi khách hay gì? Đâu có. Tại vì anh thấy nó cũng làm sạch sẽ kỹ càng lắm em, nên anh nghĩ vậy là ngon rồi. Ngon thì ông ăn hết đi nha. Con nghĩ giùm cho mẹ đi. Tại sao ngon mà khách trả? Con có tự hỏi không? Dạ, ba nói là chắc là do người ta ăn không có hợp. Không phải là không hợp, mà là ăn không có nổi. Trời ơi Linh ơi, sao cái vị giác của con nó kỳ khôi vậy con? Em ơi em, anh thấy con nó cũng cố gắng lắm rồi đó. Nó ra đây nó chỉ muốn là giúp cho mình thôi, hiểu không? Cái gì đừng có nói thẳng quá, nó buồn tội nghiệp nó. Bây giờ nó buồn tôi cũng phải nói nữa, con có buồn mẹ cũng phải nói nữa. Vấn đề là nó liên quan tới thương hiệu của quán mình nữa. Mẹ à, làm gì mà mẹ la vợ con dữ vậy hả? Vợ con biết á là cuối tuần mẹ với con Bi á đi chơi với nhau. Sáng sớm mà vợ con lật đật dậy sớm rồi chạy vào phụ ba. Mẹ chưa cảm ơn vợ con tiếng nào hết còn la vợ con nữa. Con có biết là vợ con nó đuổi hết khách của quán đi không? Anh thấy á, em đừng có nấu nướng gì nữa hết á. Rồi đi về nhà đi. Con nói gì mình? Chứ bây giờ vợ con qua phụ mẹ, nhưng mà vô tình á đuổi hết khách của mẹ rồi thì thôi không qua nữa. Thôi anh ơi. Thôi tôi quên mất. Ừ. Bữa nay cuối tuần đúng không? Cuối tuần á là vợ chồng tụi nó phải có một cái không gian riêng. Tụi nó phải đi chơi với nhau. Trời ơi, vậy mà tôi dám tôi bỏ tôi đi chơi. Rồi để con dâu nó làm cực khổ như vậy thì tôi quá tệ đi, thật sự. Thôi mẹ xin lỗi hai đứa nha. Em. Rồi thôi thôi đi về đi. Đi về đi con. Thôi mẹ ơi, con xin lỗi mà. Không, tụi con không có ý đó đâu mẹ. Để con ở lại con canh tiệm mà mẹ. Yên tâm đi. Con làm việc coi như là cực khổ từ sáng tới giờ rồi. Bây giờ có mẹ rồi, để mẹ phụ nha. Đi, đi về đi. Mẹ ơi. Thôi đi về đi. Em ở đây mẹ khó chịu nữa. Mẹ đuổi rồi thì về đi. Thôi thôi, anh bỏ tay em ra đi. Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Con biết là con nấu ăn không có được tốt lắm. Mẹ dạy con học đi. Con sẽ ráng con học. Học chừng nào mà mẹ thấy ổn thì thôi. Đi về đi, nhanh đi. Mẹ đã nói về là về đi mà. Dạ thôi được rồi. Con xin phép mẹ, xin phép ba con về. Đây. Quý vị khán giả hãy nhanh tay bầu chọn cho Giấc mơ của mẹ là bộ phim truyền hình được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng 2022 nhé. Cách thức bầu chọn vô cùng đơn giản. Bước 1, truy cập maivang.nld.com.vn. Vào mục phiếu bầu chọn và điền thông tin. Bước 2, chọn lĩnh vực bản điện ảnh, truyền hình. Bước 3, chọn hạng mục phim truyền hình được yêu thích nhất. Sau đó chọn Giấc mơ của mẹ, đạo diễn Nguyễn Minh Chung. Và cuối cùng là ấn gửi phiếu bầu chọn. Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay bầu chọn cho Giấc mơ của mẹ tại Giải Mai Vàng 2022 ngay hôm nay bạn nhé. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM.